Lina, Ina mới vừa ngủ giấc dậy, Ina mới vừa tới nơi luôn. Đây, Elina vừa tới Tây Bọt nha cả nhà. Đó, đi thẳng đằng đó là có biển, bãi tắm. Rồi ở đây là vòng vòng ngay đây là Son Thờ Vin, đây là trung tâm của nó, cái làng này, cái biển này, chỗ này nó tên là Tây Bọt. Trời ơi. Đường lên xuống cong cong quẹo quẹo kìa, ngay đây có cái nhà thờ quá trời đẹp luôn kìa. Lưu đi thấy cái nhà thờ không, sau lưng kìa, quá trời cái nhà thờ kìa, nằm trên núi kìa, chạy dài hết luôn, thấy không, xuống đằng đó luôn đó. Hồi mình rảnh mình sẽ tham quan từ từ, sẽ lên kìa, tàu đang vô kìa. Nay thứ năm, ngày mai vậy mình còn được đi chơi ngày bữa nay, ngày mai. Tại sáng thứ bảy mình phải trả phòng rồi. Sáng thứ bảy 10 giờ mình phải trả nhà. À, trên kia có vách đá cao bên kia. Bị lên tàu để đi chạy vòng vòng biển ngắm cảnh. Đó, đang đợi ở đây. Ina ơi, mình sắp sửa lên tàu nha Elina. Elina, xe lại. Nhà mình mới mua vé xong nè, 70 đồng hết nhà. 70 đồng tiền vé hết nhà 5 người. Đó, giờ sẽ chuẩn bị trong vòng 20 phút nữa tàu nó sẽ chạy. Dernier départ de la journée dans 24 minutes à bord de Đó. l'étoile filante bateau de promenade. Il est encore temps de prendre vos places, on vous attend. Có mẹ có nè. À, chuẩn bị xuống tàu. Ngồi trong đây đi. Thôi ngồi đây đi, cắm sâu đi. Mẹ ngồi đây đi nè. Cái thằng đó nó chào, cái thằng đó nó chào. Rồi, tàu chạy rồi. Trời ơi, mênh mông. Sur la droite, c'est Tribord, et sur la gauche, c'est Bâbord. Alors, sur la droite, sur Tribord, nous arrivons sur Merceau-les-Bains. Merceau-les-Bains, station balnéaire de la Picardie. Merceau-les-Bains. Không dám đưa điện thoại ra xa, gớt một cái là xong luôn. Trời ơi, quá trời đẹp luôn. Đó, bãi tắm á. Là nó không phải bãi này. Mé bên kia thì nhìn thấy trong phố, còn mé này nhìn ra biển không? Biển cả mênh mông. Chưa, biển không? Ôi quá trời, em dám đứng rồi. Nè, tới kia đá nè. Kia ta đang tắm kia đi. Nhìn đẹp ghê không? Trên đó có nhà nữa, thấy chưa? Trời ơi, cái đá cao rồi, trên đó có nhà người ta nữa đó. Đó, bên đó có người tắm nhóc luôn, cạnh cái bãi đá đó đó. Ở trên có người đi dạo nữa kìa, trên có người đi dạo, ở dưới đó thì có người tắm. Nguyên đàn chim nó kế bên chiếc tàu, thấy không rõ hả? Xa quá. Bên kia có cái làng khác. Đi cái bãi đá dài dài, trên xa xa có mấy con cừu hay con bò gì đó không biết. Qua tới cái làng khác rồi, trên mấy cái đá cao gì mà làng khác rồi. Đẹp quá trời đẹp. Trời ơi, giờ mình ra hướng này nhìn thấy quá trời luôn kìa. Quá trời đẹp.
Monsieur l'a dit là, le bateau il a dit c'est gratuit. Ouais. Non, c'est sympa, hein. Oui, on y va. Oui, on y va après. Vous arrivez là? Oui. Et juste derrière, vous avez l'église de Saint-Jacques du Tréport. Hein. Église construite au 16e siècle. Placée au monument historique en 1840. Non, je vais fermer. Et entre le grand phare vert et le petit phare rouge, c'est-à-dire entre la jetée est et la jetée ouest, nous avons 70 mètres qui nous séparent. Donc nous voilà arrivés dans l'écluse du Tréport. Alors, c'est une écluse qui est longue de 32 mètres. Alors la porte derrière va se fermer et une variation va se faire. Alors nous allons monter de 3-4 mètres pour pouvoir enfin regagner le port de pêche de l'autre côté. Et après les deux portes seront fermées jusqu'à ce soir.
Ils se rouvriront vers le début de soirée, vers 22h. Đó, bây giờ nó sẽ đóng lại xong rồi nó sẽ mở. Rồi đóng lại xong rồi. Sắp xong. Khủng khiếp chưa? Đó. Hồi nãy bên kia nó đóng xong rồi bây giờ nước nó sẽ lên. Bên đây nó mở từ từ, nước nó lên. Đó, coi nè, nó lên nè. Lên cái tàu mình sẽ nâng lên từ từ cao lên. Đi. Đi. Ôi ôi. Nhanh lắm. Xíu ở đây. Không có dám đưa điện thoại ra xa tại vì sợ rớt điện thoại. Alors, descend là-bas, on sortit ici. Oui, oui. À, regarde, mở cửa kìa, Na thấy chưa? Thấy không? Na thấy không? Na, thấy chưa? Đó. Đó, cửa này nó mở, cửa kia này nó đóng, nước lên xong bắt đầu cửa này nó mở. Tàu sẽ chạy qua. Je te le ferai voir de l'extérieur, tu vas le comprendre de l'extérieur. Mais l'eau là là dơ hả? Oui con. L'eau này là dơ hả? Oui, l'eau chỗ này dơ tại vì trong đây vô cái bãi rồi con, hiểu không? Cái bãi cho nên nó nước nó dơ. Vậy đi chứ hả? Oui. Đó, cửa nó mở ra kìa, nó nhìn coi cửa mở rồi con. Thấy chưa? Nó thấy không? Rồi, cửa mở rồi. Sẽ chạy vô đậu trong đó, bến cảng cặp xuống trong đó. Nghĩa mình xuống đường kia nhưng mà lên đường kia nhưng mà xuống là xuống đường ở trong đây. Xuống ở trong chỗ này. Nãy giờ lại có một cái quét đó. Ở trên cái đèn liên nhắc. Đúng rồi, rồi. Con quét quét nó trên cái đèn, trụ đèn đó phải không? Ừ, sẽ có một cái quét đó ở đây. Ui, quá là. Rồi giờ chạy nè, tàu chạy vô nè. Il est petit, il va passer devant. Il va certainement plus loin là-bas. Ah, thấy chưa, chuyến này không? Il est aussi plaisancier, donc il va au port de plaisance. Chuyến này nó vô trước. Nous, on va au port de pêche. Voilà. Nó vô trước này, giờ tới mình nè. Giờ tới chiếc của mình nè. À, giờ chạy vô này, Na coi nè. Đó. Thấy chưa? Na thấy không? Sao gì? Thấy chưa? Thấy không? Chạy vô nè. Thấy chưa? Hay không? Ui. C'est le petit enfant. Un petit fils. Petit. C'est gay pour eux, hein? Oui. Oh là là. Về vô bến đó, Elina. Elina nó đứng nó nhìn người lái tàu. Nó đang về số lui. Nó vừa ve mà nó vừa nhìn. Nó về số lui, nó phải vừa ve mà vừa nhìn. Elina ở đây con. Elina, Elina. Thấy không? Nó vừa ve mà nó vừa nhìn nữa, không thấy không? Nhìn để cho đừng có trúng mấy tàu kia đó, Elina. Hình như sắp đụng rồi kìa. Đó, không, nó nhẹ qua, nó bẻ qua.
Bye bye, bà tôi đi nơi. Bye bye đi. Bye bà tôi, đi xuống con. Xuống, rồi, xuống. Rồi. Đi nơi. Vui không? Đi lên, xong rồi đó nha. Tàu hết rồi đó. Rồi đi lên trên đó. Nè, chưa, quá trời luôn. Đứng hơi chảy. Chắc là bên kia đóng mở gì rồi sao bên kia đó bị gì vậy. Nay thì cảnh ở Thay Bọt. Nãy mình vô đây phải không? Quê vô ngang đây vậy. Nãy mình vô đường này, tao mình đi vô đường này. Ở lúc mà xuống là mình xuống xuống ngoài kia. Ở kia mà giờ phải đi gần giờ vô là nó vô ngay bãi của nó luôn, nó vô bến luôn. Chỗ này đẹp nè, em thích nè. Ê, dịnh em cả thằng hai đứa. Mày quay lại 3 năm có về trời, chủ tư nhà 3 năm nữa. Thôi được rồi. Trời làm trái tim nữa ta.